này mà các Đức Như Lai, các ngài đã tùy duyên phóng quang, thuyết pháp và cứu độ chúng sinh, đưa chúng sinh từ bờ sinh tử qua cõi thanh tịnh Niết Bàn. Như vậy thì quý đại chúng đã hiểu Đại Phật Đảnh. Bây giờ đến Như Lai Mặc Nhân. Như Lai Mặc Nhân là những mặc hạnh, tuệ giác viên thông thanh tịnh tự tánh, là những điều ẩn mật chư Phật đã giải ngộ được và đem những cái mặc nhân này để thuyết giảng cho những chúng sinh còn vô minh, để phá đi những cái mê mờ chúng sinh, đưa chúng sinh từ biển mê đến bờ giác ngộ. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái chữ mà Như Lai Mặc Nhân là những cái điều mà Như Lai đã học hỏi trong khi ngài tu, nhưng mặc nhân là những điều mà kêu là bí mật, cái nguồn gốc của cái sự tu hành bí mật mà ngày hôm nay ngài đưa ra để ngài trình bày để cho chúng sinh được hiểu rõ để mà tu học. Vì vậy một cái vị mà có thể đăng tòa thuyết pháp, ngày xưa lúc mà Đức Phật mà đăng tòa thuyết pháp, đó là ngài lấy từ những kinh nghiệm của ngài đem ra, những cái sự chứng đạo của ngài đem ra làm thí dụ thuyết pháp, do đó cái danh xưng gọi là Như Lai Mặc Nhân. Còn ngày hôm nay một cái vị pháp sư mà đại tài thì có hai loại, có hai hạng pháp sư. Một là những vị pháp sư nghiên cứu ở trong kinh điển rồi đem cái sức học của kinh điển ra trình bày lại với đại chúng, và cái hạng thứ hai là những vị pháp sư, là những vị này cũng đã thông hiểu pháp, nhưng mà những vị này còn hành trì những phương pháp tu, và những vị đem những cái kinh nghiệm, những cái sở chứng của mình trong khi mình hành trì tu Phật pháp đem ra giảng lại chúng sinh. Và trong hai vị pháp sư này thì cái vị thứ hai là vị rất là cao quý, bởi vì vị này ngoài vấn đề thông hiểu cái lý của kinh mà các ngài cũng đã chứng được trong cái phần mà tu học. Do đó thầy mong rằng tất cả những vị pháp sư giảng pháp, quý vị cố gắng thông đạt được tất cả cái pháp ở trong kinh, và quý vị thông đạt được những cái cảnh giới mà trong kinh đã trình bày, để rồi có thể quý vị có thể đem những cái phước báo di diệu và những kinh nghiệm đó để mà thuyết giảng lại chúng sinh. Thì cái vị thứ hai này là vị mà có thể đưa chúng sinh đến cái bờ giác ngộ rất là nhiều. Bây giờ thầy giảng đến tu chứng liễu nghĩa. Trong kinh mà tất cả quý đại chúng thường đọc đó, nhất là trong kinh Đại Thừa, thì nó có hai cái danh xưng. Nó danh xưng là liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Ở đây thì cái danh xưng là tu chứng liễu nghĩa. Bây giờ thầy giảng cái liễu nghĩa tức là gì? Liễu nghĩa tức là giải rõ sự chân thật của tâm. Và trong cái sự chân thật này nó chứa đầy đủ pháp tánh chân như, nó chứa đầy đủ cái đệ nhất nghĩa. Vì vậy nó gọi là liễu nghĩa. Liễu nghĩa là không còn một cái sự mờ mịt ở trong đó. Người tu mà tu chứng liễu nghĩa có nghĩa là thấy rõ ràng cái bản tâm, không còn mập mờ, không còn theo cái đi theo trong cái văn kinh mà giảng, mà là chính mình tu chứng và mình đã liễu nghĩa được điều này, mình mới đem cái sự liễu nghĩa này mình trình bày lại cho chúng sinh. Bây giờ chữ bất liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa tức là không rõ nghĩa, không đầy đủ và không giải rõ để thấy được pháp tánh cũng như thấy rõ được cái chân như Phật tánh. Do đó quý vị thấy đọc những cái cuốn kinh mà mình hiểu rõ những nghĩa lý trong kinh, tất nhiên là mình liễu nghĩa kinh. Mà mình đọc trong những cái quyển kinh mà mình thấy rằng trong cuốn kinh đọc càng lúc càng đọc nó càng đưa mình vào trong cái dòng lẩn quẩn, đưa vào trong cái dòng mà mình không hiểu mới biết, thì đây là cái chỗ bất liễu nghĩa. Bây giờ nói về cái bất liễu nghĩa và liễu nghĩa trong Đại Thừa. Khi quý vị mà tu học theo cái pháp Đại Thừa đó, thì kinh Đại Thừa còn là một cái cuốn kinh liễu nghĩa. Bởi vì sao? Bởi vì kinh Đại Thừa là cái quyển kinh nó đưa những cái pháp giới ở trong cuốn quyển kinh, nó cứu độ tất cả mọi chúng sinh, muôn loài chúng sinh, để đưa lên cái bậc nghĩa là Bồ Tát giải thoát. Do đó hầu hết những cái kinh Đại Thừa thuộc về kinh là Đại Thừa liễu nghĩa. Như vậy tu chứng liễu nghĩa tức là đạt được thực tướng chân như, giải thoát viên mãn và Bồ Đề hạnh trọn thành. A Di Đà Phật. Cái cuốn kinh này khi mà đề kinh đưa ra thì quý vị đọc vào ở trong cái đề kinh, quý vị hiểu rằng cái cuốn kinh này là một cuốn kinh liễu nghĩa, và những người nào đọc tụng và hành trì theo cuốn này sẽ đạt được cái thực tướng chân như, sẽ đạt được cái giác giải thoát viên mãn, và sau cùng là cái Bồ Đề nguyện của mình nó được thành tựu. Bây giờ thầy giảng đến chư Bồ Tát vạn hạnh. Trên con đường tu học thì tất cả quý đại chúng biết rằng
Đức Phật cũng đã nói muốn trải qua cái địa vị mà tu học để vào Phật địa thì phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Như vậy thì trong ba A Tăng kỳ kiếp này, những người tu học Phật là phải hành trì lục độ vạn hạnh của Bồ Tát. Mà khi lục độ vạn hạnh được thành tựu viên mãn thì mới có thể vào trong Phật địa được. Như vậy thì muốn thành tựu Phật quả là phải viên mãn lục độ vạn hạnh. Mà muốn viên mãn được điều này thì các chư Bồ Tát phải trải thân ra cứu độ chúng sinh trong hằng hà sa vô lượng kiếp. Chính vì cái điểm này mà Đức Phật đã nói, nếu mà nói về về cái cõi Tam Thiên Đại Thiên này thì không có chỗ nào không có dấu chân của ta, và không có chỗ nào mà không có xương của ta để lại. Như vậy thì quý vị biết rằng cuộc hành trình của một chúng sinh từ từ ở cái địa vị thấp lên cái địa vị Phật địa và trải qua vô lượng kiếp như vậy. Và ngày hôm nay tất cả quý đại chúng đã được thân người và được nhiều công đức tu học, thì quý vị biết rằng đây là một cái công đức vô lượng mà quý vị đã tu, mới quý vị mới có thể viên dung được cái thân người. Và trong đây cũng có nhiều vị Bồ Tát tu vô lượng vô số kiếp cũng có thể trở lại ha, trở lại để tu thêm cho đến khi nào mà viên mãn cái vạn hạnh của Bồ Tát. Như vậy nay duyên theo cái kinh Thủ Lăng Nghiêm và đắc nhập được tâm Lăng Nghiêm đại định, tức là vạn hạnh đầy đủ, nhân đây mà đắc Phật quả A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị biết rằng chư Bồ Tát vạn hạnh thì phải tu trải qua không biết bao nhiêu vô số kiếp, nhưng mà nhờ nương theo cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này mà mình tu, mình đắc ngay được vạn hạnh đầy đủ. Khi mà quý vị nhập được trong cái đắc được cái Thủ Lăng Nghiêm tam muội là quý vị đã viên viên mãn cái vạn hạnh, và cái Phật quả của quý vị đã đầy đủ. Bởi vì quý vị chứng Thủ Lăng Nghiêm tức là chứng được thật tướng pháp thân. Thật tướng pháp thân tức là Phật địa vậy. Bây giờ thầy giảng đến chữ Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm có nghĩa là cứu cánh bậc nhất. Quý vị hiểu chữ cứu cánh bậc nhất là như thế nào? Cứu cánh bậc nhất là cái phương tiện để mà đưa chúng sinh đi đến cái sự giải thoát, là một cái phương tiện nó thắng diệu đầy đủ, không có một cái phương pháp nào nó trên cái phương pháp Thủ Lăng Nghiêm hết. Vì vậy mới gọi là cứu cánh bậc nhất. Do đó bất cứ những ai mà trì tụng tu theo Thủ Lăng Nghiêm và hành trì thì chắc chắn sẽ đạt được cứu cánh giải thoát bậc nhất. Như vậy quý vị thấy công đức của sự trì kinh và sự hành trì kinh Thủ Lăng Nghiêm là một cái công đức vô lượng. Và người mà từ cái tai của cha mẹ sinh ra, từ cái lỗ tai do cha mẹ sinh ra mà được nghe những cái lời pháp yếu trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì quý vị là cái người đã tu vô số kiếp. Do đó ngày hôm nay mới được nghe cái tên đề kinh, mới được nghe những gì mà trong kinh, yếu nghĩa của kinh. Quý vị nhìn đi, thế gian rộng lớn vô cùng mà đâu có bao nhiêu người được nghe nghe tên kinh đâu. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy phải hoan hỷ phát tâm nhiệt thành tu học, tại vì quý vị là những người có phước. Bây giờ thầy xin giảng tại sao gọi là cứu cánh bậc nhất. Bởi vì khi mà một vị hành giả tu đạt được Thủ Lăng Nghiêm tam muội là đã viên thông hết các tam muội khác. Quý vị thấy khi mà quý vị đạt được cái Thủ Lăng Nghiêm tam muội thì quý vị cũng đạt những cái tam muội khác. Những tam muội khác như cái gì? Những tam muội khác như là Bát Nhã tam muội nè, Chơn Như tam muội nè, Giải Thoát tam muội nè, vân vân. Có những là những cái tam muội mà nó đưa tất cả mọi chúng sinh từ phàm lên thánh, chứng vào trong cái thật tướng chân như, là những tam muội đó nó đều nằm ở trong cái Thủ Lăng Nghiêm, nó không ra, mặc dầu tên nó khác. Chẳng hạn như một người tu chứng Thủ Lăng Nghiêm tam muội thì cũng có thể nói rằng họ tu chứng Bát Nhã tam muội, mà cũng có thể nói rằng họ tu chứng Chơn Như tam muội, và cũng có thể nói rằng họ tu chứng được niệm Phật tam muội. Cái nghĩa tam muội của Thủ Lăng Nghiêm nó rất là rộng lớn. Như vậy qua qua những cái sự giải nghĩa mà kỳ diệu như trên, tất cả quý đại chúng biết rằng cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm này là một con đường đi tắt đi vào tuệ giác của chư Phật, và chư Phật đã đưa cái tuệ giác này để mà giúp đỡ cho chúng sinh ngăn trừ tất cả những dục vọng, ngăn trừ phiền não, phá tan những sự vô minh, phá tan những trần sa hoặc, và đưa tất cả mọi chúng sinh từ phàm vào địa vị diệu giác Như Lai. Như vậy quý vị thấy nội mà mình nghe như vậy, quý vị đã thấy rằng cái công đức của quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm
rất là vi diệu cao thâm, có cái khả năng đưa một người từ phàm nhân đi vào ở trong, vượt qua cái đẳng giác, vượt qua đẳng giác để lên cái diệu giác. Diệu giác tức là Như Lai vậy. Như vậy là quý vị chứng thủ lăng nghiêm mà chắc chắn quý vị nhập được cái đại bát niết bàn, quý vị sẽ vào ở trong cái Phật địa hoàn toàn giải thoát, không phải là quá thành mà là bảo sở hoàn toàn. Quý vị thấy một vị a la hán khi mà các ngài đó nhập tiểu niết bàn, mà tiểu niết bàn các ngài tức là quá thành, có nghĩa là một nơi để tạm thời các ngài ngừng trụ lại, các ngài an nghỉ, và sau này các ngài sẽ rời khỏi cái tiểu niết bàn đó để mà vào trong mười phương thế giới để mà hành cái đạo Bồ Tát cứu độ chúng sinh. Do đó cái chỗ mà tiểu niết bàn các ngài an trụ gọi là một cái tạm thời của thế giới các ngài an trụ, chứ nó chưa phải là bảo sở chân thật. Cái bảo sở chân thật là quý vị vào ở trong đó và với quý vị hoàn toàn nhập niết bàn, an tịnh mãi mãi trong cái cảnh giới thanh tịnh, quý vị không còn một cái sự trở lại ở thập phương thế giới nữa. Bây giờ thì thầy mời chân Nguyên Pháp con lên con đọc tiếp cái phần văn nghĩa của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Phần thứ nhất, chương 1, tựa chung. Như vậy tôi nghe, trong một thời, Phật ở Tịnh Xá, Kỳ Hoàng, thành Thất La Phiệt, cùng với chúng đại tỳ khu, 1250 vị, đều là bậc vô lậu, đại A-La-Hán. Các vị Phật tử trụ trì, khéo vượt trên chữ hữu, ở các quốc độ đầy đủ, uy nghi, theo Phật chuyển pháp luân, có khả năng thực hiện lời di chúc nhiệm màu của Phật, nhưng giữ giới luật thanh tịnh để làm khuôn phép cho ba cõi, hiện thân vô số, cứu vớt chúng sinh, đột đời vị lai khỏi các trần lụy. Tên các vị là Đại Trí Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Câu Si La, Phú Lâu Na, Di Đa La Ni Tử, Tu Bồ Đề, U Bà Ni Sa Đàm làm thượng thủ. Lại có vô số các vị Bích Chi, Vô Học và Sơ Tâm đồng đến cho Phật giảng đạo. Nhằm ngày các vị tỳ khu mãn hạ tự tứ, các vị Bồ Tát từ mười phương đến xin Phật giải quyết nghi hoặc, kính dâng đức từ nghiêm, thỉnh cầu nghĩa thâm mật, Đức Như Lai giải pháp tọa, ngồi khoan thai, vì cả trong hội tỏ bày nghĩa sâu, chúng hội thanh tịnh được pháp chưa từng có, giọng nói của Phật hòa nhã như tiếng chim ca lăng từng già, nghe pháp mười phương, hằng hà sa Bồ Tát đều đến đạo trường, có ngài văn thù sư lợi làm thượng thủ. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm này là được thuyết giảng từ kim khẩu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng mà thời bấy giờ thì tất cả đại chúng và tăng sĩ chỉ lấy tâm lắng nghe, thâu nhận và hành trì, vì kinh chưa được biên vào các trang sách. Quý vị đại chúng biết rằng trong cái thời Đức Phật mà khi ngài thuyết giảng kinh đó, thì không có được đưa vào ở trong biên vào những cái trang sách, mà tất cả những thính chúng thời bấy giờ quý vị đó phải lắng tâm để mà thâu nhận những cái lời giảng của Đức Phật, và sau cùng là hành trì theo những cái điều mà Đức Phật đã giảng thuyết. Vì vậy mà ngày hôm nay khi thầy và tất cả đại chúng được trì tụng lại các kinh điển đại thừa thì tất cả đều là do công đức của ngài Tôn giả A Nan, vì ngài đã trùng tụng luật thực lại tất cả kinh sách ngài đã nghe khi Đức Phật giảng thuyết. Ngày hôm nay mà tất cả những hàng xuất gia cũng như là tại gia mà được những kinh trước mặt để đọc tụng để tu học thì nên đảnh lễ ngài Tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan mặc dầu trong cái thời mà Đức Phật còn hiện tiền, khi mà Đức Phật còn hiện hữu trên thế gian này,
thì